chiếc smartphone mà có thể bạn đang dùng để xem video này. Xe điện, tấm pin mặt trời, tua bin gió, máy bay chiến đấu. Và thứ này, những con chip bán dẫn bé nhỏ, thế nhưng là chìa khóa quyết định xem ai sẽ là bá chủ trong cuộc chiến công nghệ của thế kỷ 21. Tất cả những thứ trên, nếu muốn sản xuất đều cần phải có đất hiếm. Hiện nay, đã xác định được 17 loại vật chất có từ tính và tính điện hóa đặc biệt. Chúng là vật liệu chiến lược đối với sự phát triển của các ngành kỹ thuật mũi nhọn, công nghệ cao như là điện, điện tử, quang học, laser, vật liệu siêu dẫn, chất phát quang. Bên cạnh đó, thì đất hiếm còn được dùng để sản xuất các chất xúc tác, nam châm, hợp kim, bột mài, gốm, chất phát quang. Đất hiếm cũng là nguyên liệu quan trọng sản xuất chất bán dẫn cho các ngành công nghiệp cao. Đó là lý do vì sao mà các nhà khoa học gọi đất hiếm là những nguyên tố của tương lai. Nhiều nước coi đất hiếm là vàng của thế kỷ 21, thậm chí là của cả thế kỷ 22. Theo một số nghiên cứu, thị trường đất hiếm thế giới có trị giá vào khoảng 8,1 tỷ đô la và sẽ tăng lên tới 14,4 tỷ đô la vào năm 2025. Và như mọi khi, một thứ có giá trị chiến lược như vậy, người ta chắc chắn sẽ biến nó thành vũ khí. Dữ liệu của Tổ chức Nghiên cứu Địa chất Geological Survey của Mỹ ước tính trữ lượng đất hiếm của toàn thế giới vào khoảng 120 triệu tấn, trong đó gần 1/3 trữ lượng của thế giới, 44 tấn đã nằm ở Trung Quốc. So với Trung Quốc thì trữ lượng của Mỹ chỉ bằng đâu đó 1/20 thôi. Như vậy thì trái với những gì mà chúng ta thường nghĩ, đất hiếm thật ra không hiếm đến như vậy, mà cái hiếm là công nghệ xử lý và phân tách, và hầu hết các nhà máy xử lý phân tách lại đều nằm ở Trung Quốc. Bạn hãy hình dung rằng ngay cả Mỹ đến giờ vẫn xuất khẩu quặng đất hiếm sang Trung Quốc để chế biến vì nước này thiếu cơ sở sản xuất. Vào năm 2023, Trung Quốc đã sản xuất 240.000 tấn đất hiếm, tăng 10% so với năm 2022. Và khách hàng lệ thuộc nhất vào Trung Quốc là Mỹ chứ không ai khác. Không có gì ngạc nhiên khi mà Trung Quốc thống trị thị trường đất hiếm với 70% sản lượng khai thác và 90% công suất chế biến toàn cầu. Theo cơ quan năng lượng quốc tế là IEA, nhờ vị thế độc quyền này mà Trung Quốc nắm quyền kiểm soát các khoáng chất thiết yếu được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất điện thoại thông minh, xe điện đến chế tạo vũ khí quân sự. Trung Quốc biết rõ lợi thế của mình, cũng như là biết cách tận dụng lợi thế đó để mà bắt chẹt đối thủ. Vào năm 2010, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản rơi vào trạng thái nóng vì tranh chấp quần đảo Senkaku, điếu ngư. Bắc Kinh sau đó đã hạn chế xuất khẩu đất hiếm toàn cầu với lý do là cố gắng giảm thiểu ô nhiễm và bảo tồn tài nguyên. Tuy nhiên thì các nhà phân tích nghi ngờ động thái này thực chất là nhắm vào Nhật Bản, bởi quốc gia này vốn phụ thuộc hầu hết vào nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc. Lệnh cấm xuất khẩu của Bắc Kinh đã bị hủy bỏ sau khi mà Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Mỹ kiện ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thế nhưng kịch bản đó đã sớm lặp lại và lợi hại hơn xưa khi mà cuộc chiến chất bán dẫn giữa Trung Quốc và phương Tây đang ngày càng căng thẳng. Đó là khi mà Mỹ, Nhật Bản và Hà Lan là nơi đặt trụ sở của các nhà sản xuất chip chủ chốt ASML áp lệnh cấm xuất khẩu công nghệ chip cho Trung Quốc. Bắc Kinh phản ứng rất từ từ, không vơ đũa cả nắm, dùng đất hiếm như là một vũ khí chiến lược đối phó với áp lực của phương Tây. Đầu tháng 8 năm 2023, Bắc Kinh bắt đầu hạn chế xuất khẩu gallium và germanium. Đây chưa phải là những hợp chất thuộc danh sách 17 kim loại hiếm, thế nhưng lại là những nguyên liệu thiết yếu để sản xuất chất bán dẫn. Gallium thì thường được dùng để sản xuất chip hay chế tạo vệ tinh, còn germanium thì thường được sử dụng để sản xuất sợi cáp quang. Chất này cũng được dùng làm ống kính camera hồng ngoại, vốn là đôi mắt của quân đội trong đêm. Với hai mặt hàng này, thế giới phụ thuộc đến 60 và 80% vào Trung Quốc. Rất đơn giản, nếu anh không cung cấp chip cho tôi, thì tôi sẽ không cho anh nguyên liệu để mà làm chip. Vào tháng 12 năm 2023, Bắc Kinh mạnh tay hơn khi mở rộng danh sách cấm xuất khẩu sang than chì, graphite. Trung Quốc là nguồn cung cấp lớn nhất và có khả năng tinh chế tới 90% than chì trên thế giới. Những khách hàng quan trọng nhất là Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Hàn Quốc. Không có graphite của Trung Quốc thì các tập đoàn xe thế giới, kể cả là Tesla của Mỹ, cũng khó có thể sản xuất được các bình điện ô tô. Lúc này, Bắc Kinh đang cầm dao đằng chuôi. Mỗi quyết định từ phía nhà máy sản xuất nguyên liệu của thế kỷ 21 này đều là một thách thức đặt ra cho các tập đoàn công nghệ cao của Âu Mỹ, thậm chí đó là một thách thức cả về an ninh quốc gia. Khi mà áp lực thoát trùng đang ngày càng trở nên bức thiết, thì các đối thủ của Trung Quốc bắt đầu hướng sự chú ý đến những quốc gia giàu tài nguyên đất hiếm khác. Và đó là lý do vì sao mà vị này lại có mặt ở đây. Vào tháng 9 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến công du Việt Nam, nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện.
Có thể bạn không để ý, thế nhưng mà trong sự kiện đó hai nước đã ký thỏa thuận về đất hiểm. Trong tuyên bố chung thì Mỹ đánh giá Việt Nam có tiềm năng to lớn trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. Bởi vì là, ngạc nhiên chưa, Việt Nam chính là quốc gia có trữ lượng đất hiếm chỉ đứng sau Trung Quốc. Ước tính, trữ lượng đất hiếm của Việt Nam đạt 22 triệu tấn, bằng một nửa của Trung Quốc. Vùng Tây Bắc là khu vực có những mỏ đất hiếm đã được thăm dò và xác định giá trị kinh tế. Ở đây, tồn tại rất phong phú các đá magma, kiềm, á kiềm dầu, các nguyên tố đất hiếm. Mỏ đất hiếm kiểu quặng gốc ở Lai Châu có trữ lượng lớn nhất cả nước, có thể khai thác theo quy mô công nghiệp. Bên cạnh đó thì còn có mỏ đất hiếm dạng hấp phụ ion ở Lào Cai. Một số mỏ đất hiếm được tìm thấy ở Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Kon Tum, Lâm Đồng. Tiềm năng lớn là vậy, thế nhưng Việt Nam chưa thể khai thác đất hiếm hiệu quả được. Sản lượng vào năm 2021 chỉ ở mức rất nhỏ và khoảng 400 tấn, thế nhưng đã tăng đáng kể vào năm 2022 đạt 4.300 tấn. Cho dù vậy thì con số đó không là gì so với 240.000 tấn của Trung Quốc. Ngay cả Myanmar, quốc gia kém phát triển đang bị chiến tranh tàn phá, cũng sản xuất được 38.000 tấn. Trên thực tế, thì từ tận năm 2012, chúng ta đã hợp tác với Nhật Bản để thành lập trung tâm nghiên cứu và thành công tách được các kim loại từ khoáng sản đất hiếm. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới ở phạm vi thí nghiệm mà chưa triển khai thương mại. Đòn giáng mạnh khi đó là nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc tăng mạnh, giá cả rẻ như bèo, nên việc bắt tay vào khai thác ở Việt Nam chưa thể tối ưu. Đến năm 2014, chính phủ cấp phép cho khai thác đất hiếm tại mỏ Lai Châu và Yên Bái, thế nhưng 10 năm rồi vẫn chưa đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp không tìm ra quy trình sản xuất tối ưu do quá trình chiết xuất và tinh chế đất hiếm rất phức tạp. Nhiều chuyên gia kinh tế khẳng định, một khi khai thác thành công nguồn đất hiếm thì Việt Nam có tiềm năng tạo ra doanh thu vào khoảng 2 tỷ đô la mỗi năm. Đó là còn chưa kể đến việc Việt Nam có thể nhận được hàng loạt các lợi ích khác từ hợp tác phát triển công nghệ cho đến tạo vị thế quan trọng với các đối tác lớn trên thế giới. Đó là lý do vì sao mà vào cuối năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký thỏa thuận tăng cường hợp tác về đất hiếm và các khoáng sản cốt lõi khác. Đây có lẽ là một phần trong những nỗ lực để hiện thực hóa mục tiêu khai thác 2 triệu tấn quặng đất hiếm nguyên khai mỗi năm được đặt ra cho đến năm 2030. Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và đối tác là Blackstone Mineral của Australia cũng đang lên kế hoạch cho việc đấu giá khai thác mỏ Đông Pào ở Lai Châu, rộng hơn 130 ha, lớn nhất đất nước. Tessa Kutcher, giám đốc điều hành của Blackstone, tiết lộ công ty này sẽ đầu tư khoảng 100 triệu đô la vào dự án Đông Pào nếu họ trúng thầu. Bà nói thêm rằng công ty này đang đàm phán với các khách hàng tiềm năng, bao gồm công ty sản xuất xe điện VinFast và Reviran. Trong khi đó, thì Star Group Industries của Hàn Quốc cho biết đã đầu tư 80 triệu đô la vào nhà máy mới tại Việt Nam và sẽ bắt đầu sản xuất trong năm 2024. Star Group là nhà cung cấp nam châm cho nhà sản xuất xe điện VinFast của Việt Nam và Hyundai Motor của Hàn Quốc. Họ chủ yếu lấy nguồn đất hiếm từ Trung Quốc, thế nhưng đang tìm nguồn thay thế tại Việt Nam và Úc. Nhà máy mới của Star Group ở Việt Nam sẽ sản xuất 5.000 tấn nam châm neodymium mỗi năm, đủ cho 2 triệu xe điện. Con số đó gần gấp đôi sản lượng hiện nay, đang là 3.000 tấn mỗi năm từ các nhà máy ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Hiện tại, Việt Nam sản xuất chỉ 1% lượng nam châm trên toàn thế giới, so với Trung Quốc chiếm tới 92%. Vì thế mà sự trỗi dậy của Việt Nam với dự án của tập đoàn Hàn Quốc sẽ là rất đáng chú ý. Không chỉ những tập đoàn đến từ các quốc gia đối thủ, còn có cả những cái tên từ chính Trung Quốc đang tìm đến Việt Nam. Theo nguồn tin của Reuters, tập đoàn Baotou của Trung Quốc có kế hoạch vận hành một nhà máy thuê ở miền Bắc của Việt Nam. Vào năm 2021, thì công ty này đã được thêm vào danh sách các nhà cung cấp cho Apple. Việc công ty này mở rộng sang Việt Nam là do yêu cầu từ các khách hàng về việc đa dạng hóa nguồn cung thay vì chỉ Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng. Luxshare của Trung Quốc và Foxconn của Đài Loan nằm trong số các nhà cung cấp chính của Apple sản xuất các sản phẩm có nam châm tại Việt Nam như máy tính bảng iPad và máy tính sách tay MacBook. Trong số các nhà sản xuất nam châm tại Việt Nam, thì Shin-Etsu Chemical của Nhật Bản đã mở rộng các cơ sở sau khi quyết định tăng gấp đôi công suất hàng năm lên 2.200 tấn. Và như chúng ta đã đề cập, thì Mỹ cũng đã xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng để đảm bảo an ninh khoáng sản. Sau chuyến thăm của Tổng thống Biden, nhà kinh tế trưởng của Bộ Ngoại giao Mỹ đã khẳng định Washington muốn giúp Việt Nam tích trữ lượng, đấu giá khai thác đất hiếm. Tất nhiên là mọi quyết định đều nằm ở phía chúng ta. Đất hiếm có thể mang đến cho Việt Nam lợi ích kinh tế cũng như tầm quan trọng trong các vấn đề địa chính trị chiến lược. Thế nhưng cái giá đánh đổi cũng phải cân nhắc thật kỹ càng. Từ quặng thổ, làm giàu lên phải sử dụng rất nhiều hóa chất, tạo ra chất thải là phóng xạ độc hại.
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và thoái hóa đất là rất cao. Khảo sát ở Trung Quốc cho thấy, để sản xuất ra 1 tấn đất hiếm thì tốn khoảng 50 tấn quặng, 1,9 tấn nước, 12,32 tấn natri clorua, 1,64 tấn natri hydroxit, 1,17 tấn acid clorua, 4,41 tấn acid sulfuric. Không chỉ thế, để tạo ra 1 tấn quặng đất hiếm thì sẽ phải phá hủy 200 mét vuông thảm thực vật, tạo ra 2.000 mét khối chất thải. Làm thế nào để giải bài toán cân bằng lợi ích kinh tế chiến lược với bảo vệ môi trường và an ninh tài nguyên này? Đó là câu hỏi hóc búa được đặt ra cho Việt Nam.